vợ chồng người Việt sang cảnh đẹp Canada 4 mùa. Gần 2 năm định cư ở Canada, Vân Kelly, Tú Daniel cùng con trai tận hưởng nhịp sống thư thả, khám phá những góc nên thơ của đất nước lá phong. Sau gần 10 năm sinh sống ở Singapore, cặp vợ chồng người Hà Nội chuyển đến thành phố Toronto, bang Ontario, Canada vào tháng 1 năm 2022. Tại đây, Tú Daniel phát triển công việc nhiếp ảnh, chuyên chụp ảnh cưới và du lịch. Vân Kelly hiện làm việc tại một văn phòng của chính phủ địa phương. Khác với đời sống hối hả ở đảo quốc sư tử, nhịp điệu thư thả tại nơi ở mới cho họ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Hai mùa xuân trên đất nước Bắc Mỹ, Vân và Tú choáng ngợp với khung cảnh phủ ngập sắc hoa anh đào. Loài hoa dịu dàng nở vào khoảng tuần thứ ba của tháng 4 hàng năm, kéo dài chừng một tháng. Đi đến đâu, họ cũng cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên. Hoa anh đào được trồng rất đại trà tại Canada. Trong chuyến đi chơi Vancouver hồi tháng 4 năm nay, những cung đường trồng kính anh đào hai bên làm Vân và Tú nhớ con phố Phan Đình cùng rợp bóng cây xanh của Hà Nội. Trong khi ở Toronto, loài hoa này được trồng tập trung tại các công viên, nơi người dân thường tản bộ. Vân và Tú cho biết mùa lạnh của Canada kéo dài khoảng 9 tháng mỗi năm. Tới tháng 5, trời vẫn còn lạnh. Nhưng những ngày nắng lên, mọi người có thói quen xuống phố đi dạo, tranh thủ nạp vitamin D bù cho những ngày giá rét. Cặp vợ chồng Việt Nam thường chọn các khu Midtown và Downtown của Toronto làm điểm dừng chân. Mùa hè là mùa yêu thích của Vân và Tú khi sống ở Canada. Trời tối muộn, có khi 8 giờ tối hoàng hôn mới buông. Không khí trong lành, mát mẻ lúc ban ngày và có thể se lạnh khi về tối. Hòa vào làn sóng chung của dân bản địa, họ tìm đến biển, thả mình vào thiên nhiên. Năm ngoái, hai người chọn dừng chân ở bãi biển Vodavik cách Toronto khoảng 3 tiếng lái xe. Nơi đây vắng người, cho họ thoải mái tận hưởng những ngày trời thanh, gió nhẹ. Theo Vân và Tú, dân Canada chuộng thuê Costa trong các chuyến đi. Đây là dạng nhà gỗ cho thuê trọn gói với tiêu chí gần gũi thiên nhiên. Tại đây, họ cùng bạn bè mở tiệc nướng BBQ, đi dạo, ngắm cảnh, chuyện trò, lái xe khám phá các thị trấn nhỏ xung quanh. Một số người chèo thuyền kayak hoặc bơi. Cặp vợ chồng cho rằng chi phí cho mỗi người trong từng chuyến đi 2 ngày 1 đêm không đắt đỏ, khoảng 150 đô la Canada, khoảng 112 đô la Mỹ, tiền nhà ở và vài chục Canada đô la cho tiền ăn uống. Là quốc gia đông dân nhập cư, Canada hội tụ nhiều lễ hội mang sắc màu của nhiều dân tộc khắp nơi trên thế giới. Các lễ hội chủ yếu diễn ra vào mùa hè, khi mọi người thích đổ xuống phố tận hưởng ánh nắng. Lễ hội Tag of Dankov diễn ra ở Toronto dịp hè 2023 là một trong những nét đặc sắc như thế. Lễ hội trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đường phố, bày nhiều sạp đồ ăn và mặt hàng thủ công. Ngoài ra, dân Canada còn yêu thích chạy treo trong rừng, dắt cún cưng đi dạo trong những ngày nắng xanh của mùa hè. Một điểm đến yêu thích của gia đình người Việt Nam là bảo tàng ROM, Royal Ontario Museum, Bảo tàng Hoàng gia Ontario. Đây là bảo tàng đồ sộ nhất Canada và nằm trong nhóm bảo tàng lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Tốn khoảng nửa ngày để trải nghiệm hết. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật, mô hình, điêu khắc, tái hiện nhiều nền văn hóa của các châu lục toàn cầu. Mỗi khu vực như vậy được kể câu chuyện từ thời tiền sử đến ngày nay. Bảo tàng thu hút đông học sinh, sinh viên và các gia đình. Các triển lãm nghệ thuật cũng thường được tổ chức tại đây. Canada mỗi mùa có một đặc sản, ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, đi biển vào mùa hè, trượt tuyết vào mùa đông. Còn với mùa thu, ai cũng mê mải ngắm lá vàng rực hay đỏ ối từng rừng cây, cung đường. Mùa thu 2022, trời lạnh dưới 10 độ C, Vân và Tú rủ bạn bè chạy xe đến thành phố Mukoka. Cũng ở bang Ontario, dành tặng chính mình kỳ nghỉ ở một cotta bên hồ. Họ cùng nhau đi dạo dọc những cánh rừng phủ màu lá phong. Một số người khác có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ du thuyền thưởng lãm cảnh sắc hai bên hồ. Mùa thu năm nay, Vân và Tú đưa con trai gần 1 tuổi đi tận hưởng mùa thu tuyệt đẹp ở sở thú Toronto, nơi diễn ra lễ hội Halloween hồi tháng 10. Sở thú rộng lớn, muốn đi trọn vẹn phải khoảng 3 tiếng. Nơi đây giữ được nét đẹp nguyên bản của thiên nhiên, nhưng cũng cung cấp nhiều tiện ích cho khách tham quan, đặc biệt là gia đình có con nhỏ. Điều khiến Tú thích nhất ở đây là cách tạo dựng không gian sống cho từng loài vật giống như xứ sở chúng xuất thân. Đối với du khách,
vào sở thú không đơn thuần ngắm thú hay tìm hiểu thông tin về từng loài. Họ còn cảm nhận được môi trường sống của chúng, cho họ trải nghiệm như đi qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon, du ngoạn tới nhiều vùng đất khắp thế giới. Đi qua thu nhuộm vàng là tới mùa đông màu trời xám xịt, tuyết phủ khắp nơi. Tú và Vân chuyển đến Canada đúng đợt bão tuyết kỷ lục trong khoảng 20 năm qua, Toronto dưới 10 độ C, có tỉnh bang khác xuống tới 40 độ C, con trai họ cũng chào đời trong những ngày tuyết dày dịp Giáng sinh 2022. Gió lạnh vốn đã gây rét buốt, tuyết lại thường kèm mưa đẩy cái lạnh thêm tê tái. Sống nhiều năm ở xứ nóng, Vân và Tú thời gian đầu có phần sốc, lần đầu cảm nhận được sự trầm cảm vì thời tiết. Tuyết dày nhất vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1, cao đến đầu gối, thậm chí bụng người. Mọi thứ đóng băng, giao thông tê liệt. Người dân trốn trong nhà tránh rét. Có những ngày, các công sở cho nhân viên làm việc tại nhà. Nắng càng lên, trời càng lạnh. Nhưng mọi người vẫn chọn ra đường được hấp thụ ánh nắng. Đam mê xê dịch, trải nghiệm và chụp ảnh, vợ chồng Vân, Tú tiếp tục hành trình rong ruổi và khám phá nhiều vùng đất ở xứ sở lá phong cũng như những đất nước khác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.